Xin chào tất cả quý vị khách hàng. Hôm nay thì Nhân cập nhật lại dự án Thủ Thừa Phú Thanh tọa lạc tại thị trấn Thủ Thừa. Và bây giờ trước mắt của tất cả quý vị khách hàng, như mình thấy cái lốc đất này đó là với cái diện tích của nó là nó khoảng 50 lô, và mỗi một lô là với cái diện tích là ngang 5m và 25m. Thì bây giờ cái lốc đất này nó còn duy nhất chỉ hai nền đất thôi, tức là hai lô, mỗi một lô là ngang 5m và 25m. Và hiện tại thì hai lô đất này đã có sổ hồng rồi. Nếu như quý vị khách hàng mình mua thì mình sẽ đi công chứng ngay, và công ty sẽ chiết khấu cho mình là 5% trên tổng giá trị của hai lô đất. Ví dụ như quý vị khách hàng mình có thể mua riêng một lô cũng được, hoặc là mình mua hai lô cũng được. Nếu như mình mua hai lô này, thứ nhất mình có thể là cất biệt thự để mình ở, cái thứ hai là mình có thể cất nhà bình thường để mình làm cái quán cà phê, bởi vì cái diện tích nó rất là lớn nha mọi người. Hoặc là một cái cách mà dễ kiếm tiền nhất ở đây, tức là quý vị khách hàng mình hãy mua hai lô đất này và để mình xây phòng trọ. Thì bây giờ Nhân sẽ quay một cái phòng trọ cho tất cả quý vị khách hàng mình cùng xem, tức là hai cái dãy phòng trọ này hiện tại là nó đối diện hai lô đất mình luôn. Và hiện tại thì hai dãy phòng trọ này đã có người dân ở kín rồi, bởi vì từ cái vị trí của lô đất này thì mình đi ra khu công nghiệp Long Hậu nó khoảng 500m thôi. Rồi bây giờ thì mời tất cả quý vị khách hàng mình cùng xem hai dãy phòng trọ nha. Như tất cả quý vị khách hàng mình vừa thấy hai cái dãy phòng trọ, thì bây giờ là lúc nãy là Nhân có giới thiệu cho tất cả quý vị khách hàng hai lô đất, thì hai lô đất đó là nó đối diện cái dãy phòng trọ luôn nha mọi người. Và bây giờ nếu như quý vị khách hàng mình mua hai lô đất này mình xây phòng trọ, thì hiện tại là ở đây nó cũng bằng bên mình luôn, là diện tích ngang 5m và 25m một lô. Thì mỗi một bên á là cái chủ nhân của dãy phòng trọ này họ xây là 5 phòng với lại một kiosk, tức là mỗi một bên là 6 phòng, hai bên tổng cộng là 12 phòng. Thì ở đây mỗi một tháng là những cái phòng ở trong đó là 1 triệu một tháng, và hai cái kiosk ở ngoài là mỗi một cái kiosk là 2 triệu một tháng. Thì tổng thu nhập kể cả tiền điện và tiền nước luôn, thì hai cái dãy phòng trọ này một tháng là nó rơi vào tầm khoảng 15 triệu một tháng. Và Nhân tính sơ cho tất cả quý khách hàng là bây giờ mình xây hai dãy phòng trọ này là 12 phòng, và với cái giá là 30 triệu một phòng, tức là mình xây hoàn thiện luôn là giống như y chang như cái này luôn, là 30 triệu một phòng. Thì 12 phòng này là với cái giá là khoảng hơn 300 triệu thôi. Thì mỗi một tháng á, là bây giờ mình không có quan trọng là ở đây là mình nói về cái tiền đất nữa, và quan trọng nhất là mình lấy cái tiền của phòng trọ này để mình có thể trang trải cuộc sống từng tháng thôi. Thì một tháng mà với cái số tiền 15 triệu đó thì mình có thể sống thoải mái tại cái vùng đất Thủ Thừa này rồi. Nãy giờ thì Nhân chia sẻ cho tất cả quý vị khách hàng là cái cách làm là mình mua đất để đầu tư nhà trọ. Và bây giờ thì Nhân sẽ vào thẳng vấn đề, là Nhân sẽ phân tích cho quý vị khách hàng cái lợi nhuận khi mà mình mua đất xây phòng trọ thì nó sẽ được cái lợi nhuận như thế nào. Chẳng hạn như bây giờ là cái hai dãy phòng trọ này, thì với cái thu nhập của cái chủ nhân phòng trọ đó là 15 triệu một tháng, nhưng mà đầu tiên thì người ta bỏ ra với cái số vốn là khoảng 2 tỷ mốt. Thì bây giờ Nhân sẽ làm tròn cho tất cả quý vị khách hàng là 2 tỷ đi, thì Nhân sẽ tính cái lãi suất cho quý vị khách hàng mình hình dung dễ hơn. Và bây giờ thì Nhân sẽ nói một chút về cái vấn đề là về cái chu kỳ của bất động sản. Thì tầm khoảng 5 năm cho tới 7 năm là một cái chu kỳ nó sẽ sốt đất, giống như năm vừa rồi là năm 2017 đó. Thì phải nói là sốt đất rất là mạnh, cho nên là những cái khách hàng mình mà đã mua đất từ trước đó rồi, thì mình mua một cái lô đất nó rơi vào tầm khoảng 100 triệu, mình bán lại nó sẽ rơi vào tầm khoảng 200 cho tới 300 triệu. Tức là ở đây nó, nếu mà mình ngay thời điểm sốt đất đó, thì mình sẽ được cái lợi nhuận là tầm khoảng từ 200, từ 100 cho tới 200%. Nó lợi nhuận phải nói là rất là lớn nha quý vị khách hàng. Thì ở đây Nhân sẽ lấy một cái ví dụ đơn giản là một cái lãi suất thấp nhất của bên chu kỳ bất động sản của một năm, thì một năm nó rơi vào tầm khoảng 20% cái lợi nhuận của bên cái lô đất nó đưa về cho mình. Thì bây giờ nếu như quý vị khách hàng mình bỏ ra 2 tỷ thì mỗi một năm là nó lời 20%, thì trong vòng 5 năm là nó sẽ là lời 100%, tức là trong vòng 5 năm thôi thì quý vị khách hàng mình có thể là lấy lại được vốn của hai cái lô đất mà mình đã bỏ tiền ra mình mua. Thì đầu tiên mình bỏ ra 2 tỷ thì trong vòng 5 năm sau thì mình sẽ lấy lại là 4 tỷ, tức là nó gấp đôi là 100%. Thì trong vòng 5 năm đó mình có thể lấy lại được vốn rồi, và cái thu nhập thụ động của từ cái nhà trọ nó đem về cho mình thì một tháng nó rơi vào 15 triệu. Thì ở đây mình tính cho nó 5 năm thì nó là 60 tháng. Thì mình lấy 15 triệu này mình nhân cho 60 tháng thì nó rơi vào tầm khoảng 900 triệu. Tức là
là trong vòng 5 năm đó thì quý vị khách hàng mình sẽ được cái lợi nhuận từ cái bất động sản là nó lợi gấp đôi, từ 2 tỷ thành 4 tỷ, và cái lợi nhuận thu nhập thụ động của cái phòng trọ đưa về cho mình nữa, tức là nó rơi vào tầm khoảng 4 tỷ 900 triệu. Còn ở đây nếu như quý vị khách hàng mình mà đem cái số tiền ban đầu, tức là số tiền ban đầu nó 2 tỷ mà mình đem gửi vào ngân hàng, thì sau trong vòng 5 năm, Nhân ở đây Nhân lấy một cái ví dụ nha, thì một cái khách hàng của Nhân là một cái khách hàng mà đã gửi tiền vào ngân hàng đó, là từ những cái ngày đầu tiên mà cái ngân hàng nó thành lập, thì bây giờ rơi vào tầm khoảng gần 20 năm rồi. Thì chú là một trong những cái người mà có một cái lãi suất cao nhất cái ngân hàng, tức là nó rơi vào tầm khoảng 8% một năm. Thì bây giờ nếu như quý vị khách hàng mình đem 2 tỷ đó gửi vào ngân hàng, thì mỗi một năm là mình sẽ nhận về, Nhân cho là cao nhất nha, thì mình nhận về là 160 triệu một năm. Thì mình lấy 160 triệu đó mình nhân cho 5 năm thì nó rơi vào tầm khoảng 800 triệu. Tức là sau 5 năm nếu như quý vị khách hàng mình rút cái vốn ban đầu ra là 2 tỷ thì mình cộng lại với cái số lãi suất mà nó đã cho mình trong vòng 5 năm đó, thì tổng cộng là nó là 2 tỷ 800 triệu đồng. Còn nếu như cái thời điểm đầu tiên đó mà quý vị khách hàng mình đem cái số tiền để mình đầu tư vào bất động sản, mình mua đất, mình xây nhà trọ, thì sau trong vòng 5 năm thì cái số tiền lúc nãy Nhân tính ra cho người khách hàng đó là nó rơi vào tầm 4 tỷ 900 triệu. Tức là ở đây là nó lời so với ngân hàng thì nó lời 100% rồi, gần 100% cho quý vị khách hàng. Nên ở đây là Nhân chia sẻ cho tất cả người khách hàng mình một cách đầu tư về bất động sản mà nó đem lại cái lợi nhuận nhiều nhất cho mình. Và nếu như quý vị khách hàng mình đó, đầu tư bất động sản chỉ cần mình sở hữu một cái sổ hồng của một cái lô đất thôi thì mình chắc ăn rồi. Còn nếu như mình nói về ngân hàng đó, thì hiện tại bây giờ có một cái nghị định mới, nếu như quý vị khách hàng mình gửi vào ngân hàng chẳng hạn như là 100 triệu, 1 tỷ hoặc là 10 tỷ đi chăng nữa, thì lúc mà ngân hàng phá sản rồi thì họ chỉ đền bù lại cho mình một khách hàng là chỉ 75 triệu đồng thôi. Và cái nghị định đó thì hiện tại đã có rồi. Thì nãy giờ Nhân chia sẻ cho tất cả người khách hàng mình một cách để đầu tư bất động sản. Và nếu như tất cả người khách hàng mình quan tâm thì hãy gọi cho Nhân số điện thoại trên màn hình. Bây giờ thì Nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả người khách hàng ở video sau.